Sugar Birthday đây, xin chào các bạn. Trong tập trước thì có lẽ là mình đã nhập vai hơi quá, mình nhập gia tùy tục hơi quá, cho nên là mình sử dụng cái ngôn ngữ đó thực sự là nó rất là giống trong cái game này. Các bạn thử mà đọc những cái ngôn ngữ trong cái game này thì mình nghĩ là một lúc nào đó các bạn sẽ bị biến thành giống như vậy thôi. Nhưng mà lần này mình sẽ cố gắng nói chuyện sao cho nó bình thường trở lại nha. Rồi thì trước hết là đợi mình tìm hiểu xem coi trong nhà của Playte có gì. Mình chưa từng đến nhà của một người bạn nào chơi cả. Và đây là còn là một cô bé rất là đáng yêu nữa. Để thử xem nào. Nhưng mà nó không có những cái tình tiết như là đi vào phòng của công chúa hay gì hết nè. Những quả bí ngô ở đây gọi Playte là công chúa không biết là như thế nào đây. Rồi, công chúa, tôi có một ân huệ lớn muốn hỏi cô. Đó là gì vậy bí ngô? Công chúa xem này, răng của tôi rơi ra sáng nay. Ê, quả bí ngô có răng à? Và tôi thực sự mong có được một đồng xu từ tiên răng. Cái sự tích này à. Vậy cô là vơn, hãy đặt cái răng này dưới lá của tôi được không? Ôi không bí ngô, không có cách nào để tôi sẽ chạm vào răng của cậu. Nhưng công chúa, tôi chỉ muốn tiên răng trả tiền... trả tiền cho tôi một đồng xu thôi mà. Cái con này nó rụng răng và nó muốn tiên răng, phải trả tiền cho nó ở đâu ra vậy? Bỏ đi bí ngô, tôi không chạm vào cái răng bẩn thỉu của cậu đâu. Hóa ra là vì lý do này. Mình tưởng là cái tiên răng không có tồn tại ở đây, cho nên là công chúa mới chạy không thèm ngó ngàng đến con bí ngô đó chứ. Delta chỉ là một chiếc răng thôi mà. Và với cả ngài bí ngô cũng đã hỏi cậu rất lịch sự rồi. Không, cái này là sai chứ. Nếu mà nó hỏi mình một cách lịch sự và điều gì mình cũng làm cho nó thì không, là nó sẽ đạp lên đầu mình nó sống luôn. Ồ, là như vậy sao? Tại sao cậu không làm đi? Vui lên nào. Đừng lo lắng ngài bí ngô, tôi sẽ làm điều đó cho cậu. Cô ư, thật chứ? Vâng. Nhìn vào tôi đi, tôi rất lịch sự và tốt bụng. Nó vẫn còn bên trong miệng của tôi. Chỉ cần lấy nó ra thôi. Được rồi, nói A đi. Quả bí ngô hạ miệng ra được à? Nhìn tôi đi, tôi rất là tốt hơn nhiều so với Leta. Leta đang nói gì vậy? Kiểu như là đang chọc khuấy nhân vật chính à? Mình không biết tên của nhân vật chính cho nên là không biết phải gọi như thế nào nữa. Tôi hiểu rồi. Hãy để tôi đặt nó dưới lá của bạn. Xong rồi nhé. Cảm ơn quý cô. Không có gì bí ngô, tôi hy vọng là cậu sẽ gặp tiên răng vào tối nay. Tôi cũng thế và cảm ơn cô rất nhiều thưa cô. Ai người đã xong chưa? Xong rồi. Đừng lãng phí thời gian của tôi muốn chơi. Xin lỗi nhé Pleta. Đúng là xin đừng lãng phí thời gian của tôi muốn chơi. Nãy mình đọc nhầm. Bí ngô này không có gì hết à. Vậy thì bí ngô này. Tôi thích tấm nắng, ánh nắng ấm áp luôn làm cho tôi cảm thấy như ở nhà. Và bây giờ nó đang ở đâu? Nhưng mà tại sao cái nhà này nó lại có một cái diện tích rất là khó hiểu vậy? Đúng rồi, ở trên bức tường này các bạn nhìn thấy có những cái chỗ màu đen đen như thế này. Mình nghĩ chắc là kiểu cắt ra ấy. Nói chung là hơi khó giải thích. Kiểu như giống như mấy cái này là cắt không gian ra chứ không, thật ra không phải là tầng 1 nó chỉ có nhiêu đó. Rồi. Và cái chỗ này thì chắc là không vào bên trong được. Bị dướng của bí ngô được rồi. Vậy chỉ còn lên trên thôi à. Có lẽ nào là phòng của Pleta trên đây không? Đây là đâu? Đây là căn phòng đặc biệt được thiết kế để chơi game thẻ bài yêu thích của tớ. Cậu chơi cùng nhé. Nếu mà không chơi cùng cũng không được. Mà chơi cùng thì phải như thế nào đây? Hoan hô. Nào, chúng ta hãy ngồi xuống và chơi thôi. Rốt cuộc là chúng ta phải chơi thắng là chơi thua đây. Ngồi xuống xem nào. Bắt đầu nào, tới đi trước nhé. Có vẻ khó rồi. Những cái game bài, những cái game vận may là mình cực kỳ kém. Tại vì vận may, chỉ số vận may của mình chỉ có 5 thôi. Pleta Stone. Có tên nữa
Chẳng lẽ chọn cái nào giống với cái nào à? Quầy hơi khó đấy thế. Lê ta vừa ăn mất một điểm rồi sao chơi. Ở khoan 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 đã. Cái này quá có lợi cho mình rồi. Mình thắng được không vậy? Khoan đã, nếu mà mình thắng thì chắc chắn là không được rồi các bạn ơi. Cho nên mình thử thua một trận nhé, xem sao. Cái này chắc chắn là Leta thắng rồi. Thử nhường xem. À, cái này quá dễ rồi, chắc chắn là thắng. Ai đi trước là người đó lỗ. Chỉ có 8 lá thôi mà. Ai thua thì chuyện gì sẽ xảy ra để mình thử xem coi. Cười dữ thế. Thắng rồi, thắng rồi. Nhìn kìa Elite, tớ thắng rồi. Chấm chấm chấm. Tớ không kỹ cậu yếu đến như vậy. À tớ xin lỗi, tớ quên mất là tớ rất giỏi mọi thứ chị. Tất nhiên là với điều như thế thì cậu không có cửa đánh bại tớ đâu. Ok, mình rất là thích nhìn thấy những cái khuôn mặt đắc ý như thế này nha. Chấm chấm chấm. Cậu muốn chơi một trận khác không? Hay là cậu có quá nhiều điểm yếu để solo với mình? Chấm chấm. Thôi mình chịu, tạm thời cứ thử thua đi, có sao đâu. Kẻ thua cuộc sẽ luôn luôn là kẻ thua cuộc, phải không Elite? Hãy làm gì đó khác đi, theo tớ. À, có vẻ như là thắng làm cho tâm trạng vui hơn thì ok rồi. Tạm thời mình sẽ xếp lại ở một chỗ khác đi. Rồi. Cái file 12 là cái file mà mình đã gọi là xếp lại trước khi chơi bài nhá. Nhớ như vậy được rồi. Còn phòng bên đây là gì? Phòng đây chẳng lẽ là tiệc trà? Đây là nơi mình thường uống trà với Elite. Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ? Cảm ơn quý cô. Rồi. Còn gì nữa không? Mình có thể thấy một cái ghế nhỏ đây. Tức là cái ghế nhỏ này dành cho Elite. Còn cái ghế trong kia là dành cho Leta. Ê tốt. Một gian đồ ngọt màu sắc được bày ra trên bàn. Cậu có đói không? Ngồi và đi uống một tí trà nhé. Ok. Ở đâu ra có sẵn đồ ăn vậy ta? Chỉ cần không ăn những thứ tớ thích. Khó thế. Thật ra thì cố gắng đừng ăn gì cả. Hả? Chỉ cần uống trà hoặc là một cái gì đó. Ý cậu là gì? Những cô gái mập mạp luôn kết hôn cuối cùng, phải không Elite? Cùng ngồi nào. Cái gì ta? Không biết là cái lý lẽ gì nữa, nhưng mà thôi kệ. Leta, tớ có thể hỏi cậu một câu không? Tất nhiên rồi. Sao cậu luôn có thành ý với tớ vậy? Tớ đã làm gì để cậu giận vậy? Không, thật cậu không thực sự thế. Sao cậu lại hỏi vậy? Thành ý là thành kiến hả? Tớ không biết. Cậu luôn trong tâm trạng không tốt với vì tớ. Không tốt vì vậy tớ nghĩ. Cách dùng từ khó quá. Cậu không giỏi suy nghĩ phải không? Hãy nhìn xem, Elite, tớ đã là cô ấy buồn. Cô ấy hoàn toàn không. Hoàn toàn không gì? Leta, cậu muốn gì? Cậu không nhìn thấy là tớ đang bận nói chuyện với Elite à? À tớ xin lỗi, không có ý đó. Không có ý là... Tớ không có ý làm cậu giận. À, vâng, nhưng cậu đã làm rồi đấy. Phải không Elite? Tớ rất xin lỗi, Leta. Tớ không biết phải làm... À, tớ không biết tớ đã làm gì, nhưng không bao giờ có ý làm cậu giận cả. Chấm chấm chấm. Cậu làm thế nào để chứng minh điều đó? Bằng cách nào? Cho tớ thấy thứ mà cậu luôn mang theo bên mình đi. Chiếc gương bỏ túi của mình. Cho tớ xem và tớ sẽ tha thứ cho cậu. Tớ... Đành phải cho xem thôi. Thôi được, nhưng cậu phải cẩn thận. Nó thật sự rất quan trọng với tớ. Tại sao nó quan trọng như vậy? Tớ cá là nó không bằng vàng. Nó thật sự vô giá trị. Cái chữ vô giá trị này mình thật sự không hiểu là nó có ý nghĩa gì luôn á. Vô giá trị ở đây có nghĩa là nó không có một tí giá trị nào, hay là nó là một cái đồ mà quý giá đến mức nó không được định giá. Cái từ này của tiếng Việt mình không hiểu. Im đi Elite. Tớ đang rất cẩn thận. Cậu không thấy à? Ủa, Elite nói gì đó à? Tại sao thứ đồ chơi này rất quan trọng đối với cậu? Nó không phải là một món đồ chơi. Nó không phải.
Nó thực sự là vàng, được làm bằng vàng à? Tao không biết nó được làm từ gì. Rồi sao? Sao cậu có thể không biết nó được làm từ gì? Tao không chỉ không biết, Leta. Vậy sao cậu lại luôn quen theo nó như vậy? Tớ không chắc lắm, nó đơn giản là một thứ quan trọng đối với tớ. Nói đại ra bị mất trí nhớ cho rồi đi. Tớ có cảm giác tớ phải cầm nó theo bên mình. Có lẽ hơi giống với cậu và Elite. Bọn cậu luôn luôn cùng nhau phải không? Sao cậu dám so sánh Elite với một món đồ chơi? Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó. À? Gì thế? Lẽ là một cái điều gì đó xuất hiện trong ký ức à? Này, cậu có nghe tớ không đấy? Vừa nhớ lại được cái gì đó à? Đừng nhìn tớ như thế. Cậu có bị ngốc không? Sao cậu dám so sánh Elite với lại chiếc gương bỏ túi ngu ngốc của cậu? Cậu hiểu không đấy? Hoặc là tớ sẽ đánh cậu và làm cho cậu hiểu. Để, dùng bạo lực luôn à? Mình không nghĩ là một cô bé nhỏ nhắn như là Elite có thể dùng được bạo lực. Nhầm. Beta. Còn Elite là đồ chơi rồi. Đúng không ta? Nhìn thấy khá giống búp bê mà. Nhưng Elite, cậu thật sự có ý? Cô ấy thật sự có ý? Đang nói gì à? Cậu biết tớ không bao giờ làm điều đó. Giờ thì im đi hoặc cậu sẽ không bao giờ được ăn tối. Tức là sao? Elite đang bên vật cho nhân vật chính à? Thôi được, nhưng đó không phải là bởi vì tôi cảm thấy có lỗi đâu. Tớ, Leta, tớ vô cùng xin lỗi cho những gì tớ vừa nói. Xin đừng nghĩ xấu về tớ, tớ chỉ là một cô bé thôi. Tớ chỉ muốn được làm bạn của cậu, vì vậy hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ. Có khi nào đây là do Elite nói ra cho nên là Leta mới nhắc theo không vậy? Vậy là đủ rồi, Elite. Ừ? Tớ xin lỗi, Leta, tớ không có ý làm tổn thương cảm xúc của cậu. Lời xin lỗi được chấp nhận. Chúng ta có thể làm bạn trở lại không? Thôi được. Cậu vẫn không muốn chơi với tớ chứ? Ok. Đi thôi chứ vẫn còn đống thứ mà tớ muốn cho cậu thấy. Tớ không thể đợi được. Mà tính ra là nhân vật chính bị cuốn vào một cái thứ mà không thể nào hiểu được. Vậy mà vẫn bình tĩnh thôi. Này quý cô, tôi có thể hỏi cô được chứ? Vì vậy ngày bí. Tôi nghe nói cô thua mọi game mà cô chơi với Leta, có đúng không? Ồ, Bí Ngô, ta tự hào về cậu. Rồi, cậu Bí Ngô ở đây thì sao? Một ngày đẹp trời phải không, Miss Bí? Tất nhiên rồi, ngày Bí. Bên kia có một con Bí Ngô nữa, nãy mình đã đụng vào nó chưa ta? Đấy là một trận đấu rất tốt, tôi cổ vũ cả hai cô. Tao thử lên tiếp xem nào. Sao mà nhìn bề ngoài nó không có vẻ gì là rộng như thế này mà sao chung bên trong lại rộng thế? Đây thực sự là căn phòng đặc biệt nhất của tớ. Thật à? Đó là một căn phòng kỳ diệu. Nó sẽ biến thành bất cứ điều gì cậu mong muốn thành sự thật. Tất cả những gì cậu cần phải làm là yêu cầu. Đã hiểu rồi, thật đáng ngạc nhiên. Hãy để tớ chỉ cho cậu màu gì cậu thích nhất. Tớ thực sự thích màu đỏ. Nhưng tớ không thực sự thích màu đỏ. Đừng bận tâm. Giữa màu hồng và màu xanh, cậu chọn cái nào ngay từ đầu là mình đã không được phép lựa chọn rồi. Tớ thích màu xanh. Nhưng mà rõ ràng là Beta mặc đồ màu hồng cho nên là chắc chắn bắt mình chọn màu hồng. Nhưng tớ thích màu hồng hơn, vì vậy chúng ta sẽ có màu hồng. Như thế là đâu có thể nào biết được là căn phòng đó rốt cuộc có kỳ diệu như vậy hay không. Được rồi, hãy xem đây. Bởi vì ngay từ đầu đã là có sẵn màu hồng rồi. Một ngày tốt lành. Cậu muốn nhìn thấy gì hôm nay, thưa công chúa? Ta muốn nhìn thấy một căn phòng màu hồng. Rất tốt, cậu có thể bước vào trong. Rồi, đúng thật là căn phòng đã trở thành màu hồng rồi. Đi nào, được thôi. Ồ, ở đây cũng có 3 bức gương. Mình không thích bộ này. Nó quá xếp nếp. Chơi là một bộ hồng gái. Đây là những chiếc gương đặc biệt của tớ. Đặc biệt? Đây là chiếc gương của sự nguyện ước. Tiếp đến là chiếc gương của sự thật. Và cuối cùng là chiếc gương của sự phán xét. Chúng làm được gì? Đi với tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu. Ê, tớ thử xem. Đây là tấm gương của sự phán xét. Nó phán xét bất cứ ai đứng trước mặt nó. Nghe có vẻ thật đáng sợ. Nó không đáng sợ đâu, nó rất vui mà.
xem đây, tớ sẽ cho cậu thử đầu tiên. Cậu cứ chết giác ở đó đi. Gương kia ngựa ở trên tường. Thế gian ai công tâm được bằng như ta? Chắc chắn người đó không phải là cô, thưa công chúa. Vâng, chiếc gương đúng là chiếc gương phán xét là rất là thành thật các bạn. Cái gì, tại sao ta lại không công tâm nhất cơ chứ? Ngày hôm qua người đã nói đó là ta cơ mà. À không, ngày hôm qua người đã nói nó là ta cơ mà. Người đang cố gắng để gây sự với ta à? Chúng ta sẽ thấy điều đó. Thôi nào, đến được cậu rồi đó. Ồ không, tớ ổn mà Bleta. Đây là mệnh lệnh danh lên. Hãy để tấm gương này phán xét cậu ngay lập tức. Ngày hôm qua là thế giới này nhiều khi chỉ có một mình Bleta thôi, cho nên nó mới như vậy. Này chiếc gương kia, tôi muốn hỏi ngài ai là người công tâm nhất. Có một người thôi có một người thôi quý cô. Và chỉ có một người thôi, đó là cô. Tớ biết Elite. Nhưng tớ thế là đủ rồi. Ê, tại sao lại thể hiện ánh mắt gian đe như thế? Có chuyện gì vậy? Rồi đập vỡ rương luôn. Ê, hãy có những gì xứng đáng. Cái tiếp theo nào. Ừ, đây là tấm gương của sự thật. Nó sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của cậu. Không có gì ngoài sự thật. À, tớ hiểu rồi. Đó trước nhé. Gương kia ngựa trên tường. Thế gian ai hoàn hảo được như ta? Đó là cô, thưa công chúa. Haha, mình biết mà. Đó chỉ có thể là cậu thôi, Bleta. Thật hả? Nào, giờ đến lượt của cậu đấy. Có khi nào là do chiếc gương xạ giống như chiếc gương bên kia không? Mình nên hỏi gì đây? Tớ không biết, đây là lượt của cậu mà. Hỏi tên hả? Đúng rồi, tôi là ai? Tại sao Elite không nói chuyện với tôi nữa? Tên của tôi là gì? Tại sao tôi không nhớ tên mình? Mà thấy cái này, có ba cái nó giống nhau rồi. Chỉ có cái này là nó khác thôi, nhưng mà mình thử chọn những cái kia xem. Tại sao tôi không nhớ tên mình? Tại sao tôi không nhớ tên của mình? Vấn đề không nào bà chịu nhớ hay không, mà là cô phải đi tìm nó. Phải đi tìm tên. Là sao vậy? Nó có nghĩa là tên của cậu rất xấu xí nên không ai có thể phát âm được nó. Vậy chứ cậu có thể không đùa được không? Chuyện gì xảy ra vậy? Nào, chúng ta hãy đi đến tấm gương tiếp theo nào. Nhưng mà ít ra mình biết được là mình cần phải đi tìm cái tên của mình à. Tấm gương của sự nguyện ước. Nó có thể làm cho điều ước thành sự thật. Ừ, bất kỳ điều ước nào ư? Ừ, nhìn nè. Gương kia ngựa trên tường. Hãy làm cho miệng của ta luôn có vị của kẹo. Thế là tiểu đường rồi. Vâng thưa công chúa, mong muốn của cô là mệnh lệnh của tôi. Thành công rồi nè. Nhưng mà đâu có cách nào để mà để kiểm chứng được là thật sự là trong miệng có vị kẹo đâu, đúng không nào? Mình đang nghĩ đến một cái gì đó để mà có thể kiểm tra được thôi. Bây giờ thì tớ luôn luôn có thể nếm vị kẹo yêu thích của tớ. Tớ có thể thật sự đòi hỏi bất kỳ điều gì ư? Ừ, gương của tớ có thể là bất kỳ điều gì. Vậy thì tớ muốn có một gương bỏ túi. Gì cơ, sao cậu lại muốn có một thứ như vậy? Cậu đã có một cái rồi cơ mà. Mong muốn của bạn là mệnh lệnh của tôi. À, chúng ta lại nhận được thêm một cái gương nữa rồi. Cảm ơn giấy gương thần. Tớ không hiểu sao cậu lại ước có một cái gương bỏ túi chứ. Tớ lấy nó cho cậu, Leta. Đây, cậu có thể có nó. Gì cơ? Là nhân vật chính luôn nghĩ cho người khác, những người xung quanh, mà không phải là nghĩ cho mình các bạn ơi. Cậu trông giống như một người thật sự muốn có một chiếc, nên tớ đã ước cho cậu. Tại sao tớ muốn một cái gì đó ngu ngốc như vậy chứ? Cậu có thể giữ nó hay làm gì cũng được. Ừ, làm gì cũng được không? Tớ không muốn cậu xả rác ra nhà tớ. Nhưng tớ đi thôi chứ. Theo tớ. À thôi kệ, dù sao thì không muốn thôi, chịu vậy. Rồi. Ừ? Cậu mất nhiều thời gian quá. Đừng bao giờ đợi tớ đợi như thế này nữa. Phải có một cái lý do gì đó mình mới chết rồi, phải có một cái lý do nó nói cho mình hành động tự do trong căn phòng. Mà mình lại quên mình đi ra luôn. Xin lỗi mà mình chưa kịp tìm hiểu xong nữa. Biết đâu ở cái gương chính giữa mình có thể gọi là có thêm được những câu hỏi khác hay không.
Rồi thử qua căn phòng bên đây xong. Thách, đây là phòng thư viện rồi. Đây là thư viện cực kỳ lớn của tớ. Đây là nơi cất giữ tất cả các câu chuyện yêu thích của tớ. Ở đây không có bất kỳ cuốn sách nhào chán nào cả. Ô, thật ấn tượng lớp Leta. Tớ cảm thấy chưa muốn đọc bây giờ. Tớ sẽ cho cậu 10 phút để đi đọc sách cậu, nếu cậu muốn. Cảm ơn cậu. 10 phút mà đọc sách sao đọc. Làm thế nào để trở thành một công chúa hoàn hảo? Công chúa Leta. Cái này là tự công chúa giết luôn hả? À, to tiểu sử đầy đủ của nữ hoàng Elite bởi công chúa Leta. Và tất cả những thứ ở đây đều là do Leta tạo ra. Chúng ta nhận được bộ bí ngô. Rồi mình sẽ nhớ cái vị trí của nó. Chiếc váy xếp và phu nhân xinh đẹp của ngài bí ngô đệ tam. Làm sao để nhảy điệu vang mít của mít tỏ. Vậy là tất cả mọi thứ đều là những câu chuyện. Cuộc hành trình nửa đêm của một cậu bé. Của Henry D. Hallige. Mình không biết đọc. Đọc thử xem. Một cậu bé được biết đến là có vấn đề. Nó sẽ chỉ có tác dụng khi đêm xuống. Ngay cả khi những bác sĩ giỏi nhất cũng không thể giải thích được. Rất nhiều người cho rằng là do ma quỷ. Người ta nói rằng cậu bé sẽ tỉnh giấc trong màn đêm và nói chuyện với đã chết. Nói chuyện với đã chết là gì? Mặc dù đã cố gắng chữa lời quyền của cậu bé, nhưng cậu vẫn tiếp tục bị quấy rầy bởi những tiếng lạ trong đêm. Tất cả mọi thứ từ trang này đều không thể đọc được nữa. Không ai xung quanh có thể biết được bí mật của cậu bé. Đó là một thứ gì đó đặc biệt chỉ thuộc về tôi, bạn của tôi. Điều duy nhất được biết ở phía sau là... Là gì? Là cái nãy hả? Khá là khó hiểu. Có vẻ như là có một cậu bé bị mắc hội chứng tự kỷ vào ban đêm. Rồi, xong rồi. Tớ muốn có thời gian để đọc tất cả những cuốn sách này, nhưng thật tiếc tớ là một người rất bận rộn. Phải không, Elite? Đọc đã xong chưa? Rồi đi thôi. Chúng ta lên tầng trên nào. Ở đây cũng không có gì cả. Rồi mình tiếp tục đi lên tầng trên nhé. Ngôi nhà này tưởng nó ít tầng, nhưng mà ra nhìn vào thấy khá là nhiều đó chứ. Đây là tầng thứ tư rồi đúng không? Ồ, đây là căn phòng gì đây? Sao trông ảo thế? Nó còn có phòng màu tím, nó rất là giống cái màu mình thích luôn. Đây là căn phòng yêu thích của tớ trong toàn bộ ngôi nhà. Tớ đến đây mỗi đêm chỉ để ngắm các ngôi sao và nói chuyện với Elite. Ồ, căn phòng này thật sự rất là đẹp các bạn ơi. Căn phòng này thật đẹp Leta. Thật hả? Lại đây nào, ngồi xuống và cùng ngắm sao chứ. Ừ. Chiếc ghế sofa này thật thoải mái, tớ có thể ngủ ở đây được đó. Tớ ngủ ở đây mọi lúc đấy, ngủ trên ghế rồi. Thỉnh thoảng tớ quên mang theo chăn nên Elite đã mang cho tớ một cái. Elite thật sự rất mến cậu. Tất nhiên rồi, và tớ cũng rất yêu cô ấy như cô ấy yêu tớ. Đúng không Elite? Chấm chấm chấm. Thấy không? Tớ ước có một người bạn như cô ấy. Ồ, nhưng cậu đã có rồi đấy thôi. Cậu có tớ và Elite, chưa đủ với cậu à? Ờ không, đó không phải là điều tớ muốn nói. Bằng cách nào đó, tớ cảm thấy cô đơn. Tớ cảm thấy như tớ đã một mình trong một thời gian dài và tớ không biết tại sao. À, tớ xin lỗi. Tớ không có ý làm phiền cậu, Leta. Vậy thì tớ có thể đảm bảo với cậu là cậu sẽ không bao giờ ở một mình. Cậu sẽ không bao giờ cô đơn và sẽ không bao giờ có được nó. Elite và tớ sẽ luôn ở bên cậu mãi mãi như thế. Phải không? Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu nhé, Leta. Đừng quên cảm ơn cả Elite nữa. Ồ, cảm ơn cậu Elite. Ủa, vậy rốt cuộc chuyến hành trình này của chúng ta là làm gì ạ? Tốt. Tiếp tục ngắm sao à. Thật ra thì tớ đã luôn luôn muốn hỏi cậu một điều. Gì vậy? Trong ngôi nhà búp bê của tớ, cậu muốn ở tầng nào nhất? Gì cơ, ý cậu là sao? Thế này nhé, vì cậu sẽ sống ở đây với tớ nên cậu cần một nơi để ở đúng không nào? À, có thể chúng ta sẽ tạo cho cậu một tầng mới luôn cũng được. Vậy thì quý cô nghĩ sao? Lê ta, tớ không biết nếu tớ muốn ở lại đây, không biết là có thể có muốn ở lại đây hay không à? Hay là thế này, cậu
cậu muốn ở tầng 2 không? Ở đó cũng ổn đấy. Không, ý tớ không phải thế. Ý tớ là tớ không thể ở đây cùng với cậu được. Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa kết thúc cái chuyến hành trình mà đúng không? Như mình cần phải đi tìm một cái gì đó mà. Mình phải đi. Đi đâu cơ? Tớ không biết nhưng tớ cần phải tìm hiểu tớ là ai, đúng rồi. Vẫn chưa thể nào biết được là mình là ai đó, cũng là ký ức đã bị như thế nào biến mất mà. Tớ hiểu xem cậu là ai ư? Tìm hiểu xem cậu là ai ư? Để tớ không thể ở đây với cậu. Ôi, ánh mắt là như vậy nữa rồi các bạn ơi. Ý cậu là sau khi nói cậu không thể ở cùng tớ, tớ sẽ không để cậu đi đâu hết. Leta, cậu đã tìm ra tớ. Cậu còn cần gì nữa? Hay là cậu lại để tớ một mình lần nữa? À, tức là sao? Trước đây là đã từng quen nhau à? Ý cậu là sao? Nơi cậu cần là đây và với tớ, cậu hiểu không? Vậy là trước khi nhân vật chính mất đi ký ức là đã từng gọi là bạn của Leta hay sao đó. Cho nên bây giờ tìm thấy lại. Cũng có thể. Quay sau mắt thành màu đỏ rồi. Cậu hiểu không đó? Có chứ. Tất cả đã được giải quyết rồi nhé. Giờ hãy xem cậu muốn ở đâu nào. Cậu nghĩ sao Elite? Chấm chấm chấm. À, đây chỉ là giả tưởng của mình thôi. Có lẽ là khi xưa thì Leta đã từng rất là thích nhân vật chính, nhưng mà nhân vật chính lại biến mất đi đâu đó, và khi mà quay trở lại thì mất đi ký ức, cho nên là Leta mới khá là giận dữ, tại vì không hề nhớ Leta một chút nào cả. Và bây giờ khi nó tìm lại được rồi thì sẽ không bao giờ thả ra luôn, kiểu như vậy đúng không? Đó, không cần cậu nói ra điều đó. Một ngôi sao băng xẹt qua. Nhìn kìa quý cô, ngôi sao băng. Nhanh nào, hãy ướt gì đi. Ồ không, tớ không có đủ thời gian để ướt. Quý cô để ướt gì vậy? Tớ. À. Nếu mà không có điều ước thì sao ta? Tại sao ở đây nó lại có một cái lựa chọn nữa? Tớ không có điều ước. Ý cậu là sao? Không có bất kỳ điều ước nào sao? À, mọi người đều có một hay hai điều ước mà. Thì chắc là tại vì nhân vật chính đã bị mất đi toàn bộ ký ức rồi, cho nên là không biết mình muốn cái gì luôn. Mình xin lỗi Leta. Cậu thật dễ thương. Cái câu này đâu phải là cái câu để mắng đâu. Ngay cả những quả bí ngô làm bạn tốt hơn cậu. Là sao? Tớ bắt đầu mệt mỏi rồi đó, đi chơi đi. Leta tớ. Quý cô sẽ không đi đâu cả, tớ đã nói rồi đó. Cậu là bạn của tớ, cậu thuộc về tớ và không thuộc về ai khác. Nếu cậu cố rời khỏi đây, cậu biết những gì sẽ xảy ra với cậu phải không? Chấm chấm chấm. Vì thế cùng chơi gì đó đi nhé. Trả lời tớ đi. Chấm chấm chấm. Ok, đi thôi nào. Nếu mà mình ở trong tình huống này thì chắc là mình cũng sẽ ở lại đây luôn. Cái chuyện mà biết mình là ai hay không nó cũng chẳng quan trọng nữa. Nhiều khi biết được mình là ai thật thì nhiều khi nó lại vang tới cái sự tuyệt vọng cũng nên. Ra căn phòng gì đây? Đến rồi, đây là sân chơi của tớ. Nó là nơi giữ tất cả đồ chơi. Cậu có nhiều quá. Chắc chắn rồi, tớ là một công chúa mà. À, chúng ta hãy chơi gì đi, nhanh nào. Rồi, ở đây có sếp gì không? Tạm thời mình cứ hãy xếp lại trước cái đã. Không có xếp à. Một cái hòm chất đầy với các loại đồ chơi và búp bê. Chúng ta nhận được quà bộ bí ngô ở đây. Dùi trống đang nằm bên cạnh cái trống màu đỏ. Một đoàn tàu chơi thu nhỏ nằm ở trên mặt đất. Các toa xe khác nhau có được đánh bóng cẩn thận. Một con búp bê. Một con búp bê bằng vải đang nằm trên sàn nhà với một nụ cười dịu dàng trên môi cô ấy. Trong phòng này có gì nữa không? Ở đây không chạm vào được. Chỉ còn cái này. Cái này cũng không chạm vào được luôn. Có nhiều gấu nhồi bông trên kệ dài. Ủa, cái này là gấu nhồi bông à? Nhìn tưởng bức tường hay cái gì đó. Đây là con ngựa đung đưa của tớ. Con ngựa đung đưa. Có một chú lính chì đứng dưới chân cầu thang.
nhãn cầu của chúng lăn đinh cuồng bên trong hốc mắt. Gì ghê thế. Có một chú lính chì đứng dưới chân cầu thang, nhãn cầu của chúng lăn đinh cuồng. À rồi, có nghĩa là cái con mắt của nó đang theo dõi tất cả mọi thứ trong cái phòng nãy à. Đây rồi, chúng có thật đáng yêu phải không? Cậu có nhiều thế. Ừ, cái đó là gì hả? Cùng chơi tao. À, nhưng tớ biết không biết luật chơi. Không sao đâu, Alistair sẽ giải thích cho cậu. Có vấn đề gì vậy? Cô ấy không thể chỉ chơi như vậy. Nhưng tớ không nghe được Alistair nói mà. Thôi được, tớ sẽ phải giải thích cho cậu nghe vậy đồ ngốc. Chấm chấm chấm. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bắt những con bướm. Ai bắt được nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. À, tớ hiểu rồi, cũng thú vị đấy. Tớ sẽ xuất phát từ cái lồng bên phải. Cậu sẽ ở bên cái lồng khác và chúng ta có thể gọi là bắt đầu. À, hóa ra những cái con ở trong cái lồng này là bướm mà. Cậu sẵn sàng chưa? Gọi là một cái game khác à. Cái game này không biết là mình có nên dừng beta thắng tiếp không ta? Ta sẽ đi trước. À, có tên à. Để xem tình hình như thế nào đã. 2, 3. Ồ, bắt khá là nhiều. Liệu mình có thắng được không đây? Tớ bắt được 8 con. Giỏi lắm Leta. Giỏi, cậu chỉ nói được thế thôi hả? Vậy cậu có thể bắt được bao nhiêu nào? Cậu không có cơ hội nào để thắng tớ đâu. Tớ thậm chí còn không biết vì sao tớ lại chơi cùng với cậu. Có khi nào là mình đang bị xem thường không nha? Thôi kệ. Không thôi, nhưng cậu ấy không cần biết điều đó, phải không? Leta, cậu muốn gì nữa? Nhanh lên, đến lượt cậu của cậu rồi. Mình nghĩ chắc là cái này á, chúng ta cần phải thắng Leta trong những trò chơi, nếu không chúng ta sẽ bị bad end hay sao ấy. Mình có cảm giác như vậy các bạn ơi. Nói chung là cái mũi của mình khá là thính với những cái bad end. Vậy thì mình sẽ ráng thử bắt cho nó chưa đến 8 con đi. Để xem coi trong căn phòng này có mấy con để đếm trước đã, để lần sau mình còn thắng nữa. À, trong đây có tổng cộng là 10 con các bạn ơi. Vậy là mình có thể thắng được. Yeah, tớ thắng rồi. Cậu chơi lẻo lắm, Leta. Ê, tốt, mình bắt bướm rất giỏi nhé. Đúng không, Elite? Đúng rồi đó, mọi thứ, tớ giỏi mọi thứ. Không phải là cậu đã nói như vậy về bản thân rồi sao, Wiko? Cậu thực sự không thể làm điều gì đúng, phải không? Nhưng đó là sự thật. Cậu không thể làm bất cứ điều gì mà không có tớ. Với cả một người như cậu không bao giờ có thể chiếm chỗ của tớ. Phải không, Elite? Tức là sao? Không, cô ấy không. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Leta, cậu muốn gì? Tớ không nói chuyện với kẻ thua cuộc. Nếu cậu muốn nói chuyện với tớ thì cậu phải thắng tớ trong trò chơi chúng tìm. Tớ. Nhưng tớ nghĩ chúng ta là bạn. Tao thử chọn cái này trước chứ. À, mình nghĩ là chắc là cái này chọn thì đằng nào cũng là chơi chúng tìm luôn thôi. Chọn cái trên đi. Cố và thắng nhé. Tớ sẽ đi trước. Cậu ở lại đây và đếm đến 10 trong khi tớ trốn. Ừ. Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy tớ. Rồi, để xem nào. Đếm đến 10 à. Nhìn vào đồng hồ chăng? Hay là đứng đây đếm? Thật ra bên ngoài luôn nhé. Hay là mình chưa đếm gì hết luôn? Có khi nào là trốn trên đây không? Mình không thể đi vào đấy à. Nhưng mà nếu mà không tìm thấy là sẽ không nói chuyện luôn mà. Gửi nhật ký. Hôm nay bạn tôi Lyre, cái này đọc là gì ta? Clay đang làm việc trong bếp, đột nhiên biến mất và không ai cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Tôi tự hỏi nếu cô ấy vẫn còn chơi chúng tìm từ hôm qua, điều đó sẽ thật khủng khiếp. Cô ấy sẽ rất đói. Tệ quá, tôi muốn mời cô ấy đi giả quại vào ngày mai. Gửi nhật ký. Tôi ước có một người chị em sinh đôi và chúng tôi có thể chơi chúng tìm cả ngày.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, vì vậy tôi đã cố gắng để chơi với... Chơi với mẹ, nhưng mẹ dành quá nhiều thời gian trong phòng của mình và không nói chuyện với tôi. Tôi không nghĩ chắc mẹ rất buồn sau khi cha đi xa. Tôi nghĩ chắc mẹ rất buồn sau khi cha đi xa, mình đọc hơi bậy. Tôi ước chúng tôi không sống xa thành phố. Tôi không có người nào để chơi cùng. Và anh trai dành quá nhiều thời gian viết về chính mình. Anh ấy không bao giờ để tôi đọc chúng. Có thể anh ấy sẽ chơi với tôi nếu tôi là một cậu bé. Tôi hy vọng là cha sẽ mang cho tôi một con búp bê đẹp đẽ. Và cha sẽ mua nó trong chuyến đi của mình. Tôi nghĩ rằng tôi gọi cô Layre giống như là người bạn của tôi. Cái gì thế này? Hôm nay gia sư của tôi bị ốm trong lớp học. Anh trai nói rồi. Ông ấy bị đau tim. Anh trai nói ông ấy bị đau tim. Tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Bởi vì ông ấy không phải đi chuyến nhiều sau khi bác sĩ đến thăm. Tôi vui vì lớp kết thúc sớm để tôi có thể đi chơi trong vườn. Nhưng trời bắt đầu mưa nên tôi đã phải ở lại bên trong. Điều đó thực sự rất chán, vì vậy tôi quyết định vào phòng của mẹ. Vì mẹ không có ở đó nữa, không còn ở đó nữa. Tôi không thích mẹ. À, tức là sao? Cha tôi tặng tôi một con búp bê rất đẹp. Tên cô ấy là Elite. Và chúng tôi là bạn bè trong một khoảng thời gian dài. Tới bây giờ cô ấy thích trà và đồ ngọt giống như tôi. Đây là về Elite. Tôi sẽ không bao giờ để anh trai chạm vào cô ấy. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm đau cô ấy. Elite không thích con trai hoặc vì họ cư xử tàn bạo. Rõ ràng là như vậy. Cha tôi là con trai. Vì ông ấy đang đi đến chiến tranh một lần nữa. Tôi không hiểu ông ấy. Làm bạn với Elite thực sự thú vị. Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Cô ấy luôn luôn kể cho tôi những câu chuyện rất hay. Câu chuyện yêu thích của tôi là lúc Elite chọn vũ công cho vương quốc. Cô ấy nói rằng họ là vũ công giỏi và rất thanh lịch. Mít cáo thậm chí còn mặc bộ váy đỏ. Elite nói rằng cô ấy sẽ chạy tới khiêu vũ vào ngày mai. À, tôi không thể đợi được. Tôi yêu Elite. Hôm nay là một ngày rất tệ. Tôi ghét trời mưa và những câu chuyện Elite kể cho tôi rất ngu ngốc. Đó là về một phù thủy đi đến. Rừng để lấy quả. Nó nghe thật chán. Tôi cá là chúng có vị đất của đất. Tôi nghĩ rằng họ dùng phép thuật, nhưng tôi không quan tâm vì câu chuyện đó. Ở cu gốc, tôi ghét nó. Màu yêu thích của tôi là màu hồng. Elite thích màu hồng rất nhiều. Khi mắt tôi chỉ sang màu hồng, tôi sẽ... Khi mắt tôi chỉ sang màu hồng, tôi sẽ chơi rồi ăn mặc với Elite và chúng tôi sẽ chỉ mặc trang phục màu hồng. Cái quái gì vậy? Mình không biết là cái đó là cái động từ gì luôn á. Nhưng tôi sẽ phải cắt tóc vì quá dài và tôi thích tóc ngắn hơn. Nếu mà nghe qua câu chuyện này, mình thấy khá là giống cuốn nhật ký của Leta. Cuốn nhật ký là của ai? Đã ngồi tiếp tục tìm xem rốt cuộc là ở đâu vậy? Ở đây chăng? Không tìm thấy đâu cả, rốt cuộc là ở đâu vậy? Ở ngôi nhà là làm gì có nhiều chỗ đến thế? Không có căn phòng nữa trong kia, mà thấy có cảm giác như giống như còn một căn phòng trong đó vậy. Để chỉ còn cái tầng dưới này thôi. Ở đây cũng không có và mình không nghe thấy BGM gì cả. Ê, có khi nào là cái kết là mọi thứ đều biến mất không? Ôi, không tìm thấy khá là bất an đấy. Ê, không tìm thấy thật luôn à. Thấy rồi các bạn ơi, đây. Để chắc là chúng ta phải tìm được thì nên câu chuyện mới tiếp tục chứ. À, cậu đây rồi. Cậu tìm hơi lâu đó. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ cho cậu thấy cách để tìm một người. Tớ sẽ đếm. Cậu ở đây và núp đi. Hãy cố gắng một chút nhé. Cậu chơi tệ thật đó. Tớ không chơi tệ. Ồ, thật sao? Tớ sẽ để cho cậu bắt đầu trước dáng với cô. Tớ sẽ đếm đến 30 và cậu có nhiều thời gian để trốn hơn. Thế ổn chứ? Thật chứ?
Ừ thật. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cố lên nhé. Ok. Ok. Ở trốn ở đâu đây? À, xếp lại cái đó. À, xếp vào cái ô thứ nhất đi. À, trốn ở đâu đây? Không trốn được ở đây à? Tiếng gì vậy? What? Tại sao mọi thứ lại biến thành kinh dị? Đây đúng là một game kinh dị, nhưng mà từ đầu đến giờ nó vẫn chưa có một cái cảm giác gì là kinh dị cả, cho đến cái thời khắc này các bạn ơi, và mình đã bị đánh lừa. Mình đã quên mất là cái game này là game kinh dị. Bạn đã trốn ở đâu mới được chứ? Quay càng lúc nó càng kinh. Giờ sao đây? Trốn ở đâu mới được chứ? Căn phòng nào nhìn cũng rất là kinh các bạn ơi, rồi mình không trốn kịp rồi. Khó chịu trận vậy. Cậu đang làm gì đấy ở đây? Sao cậu không trốn? Tớ không có thời gian để tìm một nơi trốn. Không có thời gian, cậu vẫn còn nói những lời xin lỗi dối xấu xí. À, những lời nói dối xấu xí của mình ư, quý cô. Nhưng tớ không nói dối. Tớ sẽ không tin cậu nữa. Có vẻ như là chúng ta thực sự không thể làm bạn sau tất cả. Lấy ta ý cậu là sao? Đi với tớ, tớ sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu thuộc về. Lấy ta, tớ xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu giận, tớ chỉ... Quá tệ. Tớ đang rất giận. Đi với tớ ngay, tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Lấy ta. Xô xuống cầu thang à? Hả? Ôi trời ơi, có vẻ như là cô ta đã rơi xuống cầu thang. Tội nghiệp. Cậu có kỹ rằng nó đâu không? Tốt thôi. Hoài, mình không ngờ là Lay ta lại chơi đến như vậy luôn các bạn ơi. Tôi xuống cầu thang cơ. Vậy là đại là mình xếp lại là đúng rồi. Bây giờ chúng ta thử tìm một cái nơi nào đó để trốn nè. Mà trốn ở đâu mới được chứ, không thấy cái chỗ nào để trốn cả. Chỗ này cũng không trốn được này. Nên là càng kéo dài thời gian là cái tiếng kia sẽ càng đến gần. À, nhưng mà thật sự là không biết trốn ở chỗ nào luôn á. Mày thử lên căn phòng ở trên xem. Thử lên căn phòng này xem. Chắc chắc căn phòng này sẽ có chỗ trốn, chẳng hạn như cái gương này. Đúng không? Ồ, đúng là cái gương này có một cái cửa khác các bạn ơi. Rồi. Chúng ta nhận được một lá thư tình hả? Đã viết thư này trên giường bệnh, đã gột sạch bản thân khỏi con quỷ trong người ta. Ta không có nhiều thời gian nữa và cũng không có quyền rằng à, có quyền ràng buộc với lực lệ của ta nữa. Không may rằng tội lỗi của ta đã thành gánh nặng của con. Mẹ sẽ không thể đi cùng cô ấy trong cuộc hành trình đầy đau đớn, nhưng làm ơn đừng nghi ngờ những tình cảm mà ta đã dành cho con, đứa con bé nhỏ. Dòng cái chữ danh xưng rất là lộn xộn. Phần còn lại của bức thư hoàn toàn không đọc được. Hết cả hồn. Hồ đang làm gì ở đây? Lê ta, tớ xin lỗi, tớ chỉ tìm thấy nó. Tớ hỏi cậu đang làm gì ở đây? Trả lời tớ. Không có gì. Làm sao? Tớ đã nói là cậu muốn... Tớ đã nói với cậu là tớ muốn cậu ở lại đây với tớ. Để là người bạn của tớ và sống ở trong ngôi nhà của tớ. Nhưng tất cả cậu quan tâm là những lời dối trá ích kỷ. Tớ ghét sự dối trá.
Dối trá. Có nghĩa là đây ta dựng ra là từ đầu đến giờ những cái game mà mình thua toàn là do nhượng bộ à. Nhưng lê ta tớ đi với tôi quý cô. Rồi đừng có nói giống nãy nữa nhá. Tới nơi mà các cô gái bị bệnh thuộc về. Lần này hơi khác một tí à. Cậu là một người bạn tôi. Lê ta đừng bỏ mình ở đây. Đừng lo lắng, tớ sẽ đến thăm cậu một ngày, một lần để xem cậu thế nào. Tạm biệt quý cô. Bê ta không. Ok, bị nhốt ở đâu đó rồi các bạn ơi. Mình cần phải ra khỏi đây. Ủa, ở đây là ở đâu đây? Chắc phòng kho à. Con búp bê nhỏ nhìn chằm chằm lên trần nhà và tự lẩm bẩm với chính bản thân nó. Vậy còn búp bê có thể lẩm bẩm được là cái ở cái thời điểm đó là mình đã thành cảm thấy hoảng sợ rồi. Tại sao nhân vật chính có thể bình tĩnh như vậy được? Cửa đã khóa rồi. Nhiều búp bê lắm. Những bốn đồ chơi ngồi lặng lẽ ngay ngắn xếp hàng trên cao. Để có khi nào là Beta xem nhân vật chính như là một món đồ chơi và vứt vào trong đây không? Chỗ này có rất nhiều món đồ chơi này. Chúng tôi rất mong đợi cậu đó cô gái. Đừng sợ, chúng tôi không phải là kẻ thù của cậu. Chúng tôi chỉ vui khi cậu cuối cùng cũng đã ở đây. Cậu là người được chọn. Ở đây có sếp các bạn ơi. Những món đồ chơi ngồi lặng lẽ ngay ngắn ở trên cao. Nơi này tối thật đấy. Làm cách nào đó để thấy đường thôi. À, có ngọn lửa rồi. Họ cuối cùng cũng vừa thấy được đường. Chuyện gì vậy? Cuối cùng cậu cũng đến đây. Ê? Chúng tôi rất mong đợi cậu đó cô gái. Những con búp bê đang nói chuyện à. Cuối cùng thì cậu cũng đến đây rồi. Cô ấy có vẻ đẹp y như tôi nghĩ. Tất nhiên rồi, cô ấy là người được chọn. Người được chọn. Mình phải ra khỏi đây. Người được chọn gì đây? Có con chuột các bạn ơi. Để xem là chúng ta có thể đi đâu được nhé. Ở đây thì bị chặn lại rồi. À, qua được. Sao ở đây rộng thế? Nơi này không quá tệ phải không? Tôi có rất là nhiều bạn bè ở đây. Đây là một nơi tôi thực sự thấy dễ chịu. Lại là một con búp bê. À, có một cái cửa phía trước. Một con búp bê này giống con búp bê lúc đầu mình thấy vậy. À, nhưng mà nó mất tiêu rồi. Nó đã đi đâu? Ở đây có một cái gì đó. Có một lần một phù thủy nhỏ sống trên khu rừng gần thị trấn. Có một lần một cô phù thủy nhỏ sống trong một khu rừng gần thị trấn. Cô luôn chơi đùa cả ngày, làm phép bay xung quanh. Một ngày vào lúc bình minh, năm cô gái đi vào khu rừng để đi hái quả. Maybell và Dorothy đã thề thành bạn tốt như hai hạt đậu trong một chiếc vỏ. Cả hai đều được nhận phước lành từ Thiên Chúa. Cặp song sinh Guilita và Isabelle được cho là những người trẻ nhất và cũng là mạnh nhất. Madeline là kẻ nói dối của thị trấn, người mà đã bất chấp lời cảnh báo của mẹ khăng khăng đòi đi chơi với lửa. Cuối cùng họ cũng đến để vào thăm phù thủy và họ đã thấy được sức mạnh của cô. Bị mê hoặc bởi cảnh tượng tuyệt vời đó, các cô gái đã hỏi phù thủy sao cô có thể làm được thân thiện và tốt bụng. Phù thủy nhỏ đã tiết lộ bí mật. Đó là nhờ vào cây đũa thần của tớ. Với nó cậu sẽ không cần phải học bất kỳ phép thuật nào. Cô ấy nói thế rồi khua cây đũa trong không khí. Chúng ta có thể chia sẻ nếu cậu muốn. Mọi người sẽ được mượn trong một ngày. À, trong ngày hôm nay trước khi mà trả cho tớ. Bởi choáng ngợp với niềm vui, năm cô gái vui mừng với sự phấn khích. Tuy nhiên, các cậu không được để trái tim non nớt nhụ nhỗ. Nếu cây đũa không quay về với tớ, tớ sẽ đốt kẻ ăn trộm đó. Và như vậy, phù thủy nhỏ tạm biệt họ để cho họ tự chiên lược dùng đũa phép.
Khi cô ấy trở về, cây đũa phép đã không thể tìm thấy được, không thể tìm thấy được rồi, bị dụ dỗ bởi sự tham lam rồi. Tức giận bởi sự phản bội của các cô gái, phù thị đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Cô ấy buộc phải cô ấy buộc mỗi cô gái trên ông cọc khác nhau, đe dọa sẽ đốt cháy tất cả bọn họ nếu dám nói dối. Ai dám lấy trộm thứ quan trọng nhất của ta? Phù thị hỏi như vậy, và các cô gái trả lời: Madeline đã làm đó. Dorothy luôn nói sự thật. À tốt, May bêu than như vậy. Dorothy thì luôn nói sự thật, còn May là kẻ nói dối. Gui... cái tên này đọc sao à? Guileta là kẻ nói dối. May bêu đã nói vậy, Dorothy gào thét lên. Dorothy luôn nói thật. Guileta là kẻ nói dối. Biết nãy mình nên ghi lại rồi. Dorothy vô tội, Isabel sẽ không bao giờ nói dối. Guileta van xin. Nhức đầu quá. May đây có thể nói dối, nhưng tôi biết cô ấy không làm vậy. Isabel vô la lên. Cậu có thể tin Maybell. Tôi chắc là Guileta là kẻ trộm đũa đấy. May đen hét lên. Bất cứ ai là thủ phạm, cô ấy sẽ không nhẹ tay, đốt cho tới chết. Không bao giờ tha thứ cho đến khi cô ấy chết. Câu chuyện thật khủng khiếp. Hả? Kẻ nào dám ăn cắp thứ quan trọng nhất của ta? Ôi, nó đừng nói là nó bắt mình chọn nhé. Nhưng mà nếu là như vậy thì chắc là mình sẽ để sang cái video tiếp theo đi. Và mình nghĩ là lần này cũng dài rồi. Và chúng ta cũng đã có được một cái bad end rồi. À, nói chung là dù sao đi chăng nữa thì mình vẫn thấy thích cái nhân vật Leta này, mặc dù là bị bạo hành như thế. Rồi. À thôi, mình sẽ đi tìm cái sếp sao vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thấy thích video này, hãy bấm cho mình một like. Đăng ký nếu các bạn là người mới. Đừng quên đến cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.